Bấy giờ, Bồ Tát hiện sức thần thông làm cho chư thiên đều thấy Bồ Tát ngồi trên tòa ấy mà chuyển pháp luân. Sau khi ngồi trên tòa sư tử ấy, Bồ Tát nhập vào vô biên cảnh giới Tam Ma Địa, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương thế giới nhiều như các sông Hằng, vân vân, làm cho các thế giới ấy chấn động sáu cách. Trong các thế giới ấy, các khổ của hữu tình tạm ngưng, thân tâm an lạc cũng tạm lìa xa pháp ác bất thiện, tham sân si, tâm từ cùng hướng về nhau như mẹ với con. Khi đó 3.000 đại thiên thế giới đầy kín người, không có khe hở nào dù bằng một lỗ chân lông. Trời rồng dạ xoa, thiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặc khô lạc già, nhân phi nhân, đầy đủ trong ấy. Nếu các hữu tình cần nghe pháp khổ mà được thọ hóa, thì nghe Phật nói khổ. Cần nghe pháp vô ngã, tịch tĩnh, viễn ly, vô thường mà được thọ hóa thì cũng như vậy. Cần nghe pháp như huyễn mà được thọ hóa thì nghe pháp như huyễn. Cần nghe pháp như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như ánh sáng, như quáng nắng, như biến hóa, như thành tầm hương mà được thọ hóa thì cũng lạ như vậy. Cần nghe pháp giải thoát môn không, vô tướng vô nguyện mà được thọ hóa thì nghe Phật nói không, vô tướng vô nguyện. Khi ấy có các hữu tình nghe Như Lai nói tất cả các pháp từ nhân duyên sanh, hoặc nghe nói uẩn, hoặc nghe nói giới, hoặc nghe nói xứ, hoặc nghe nói khổ, hoặc nghe nói tập, hoặc nghe nói diệt, hoặc nghe nói đạo, hoặc nghe nói bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, sáu thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc nghe nói pháp tịch chỉ diệu quán, hoặc nghe nói các pháp thanh văn, hoặc nghe nói các pháp độc giác, hoặc nghe nói các pháp Bồ Tát. Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thị hiện đủ loại tướng chuyển pháp luân, tùy theo căn tánh sai biệt của các hữu tình mà được lợi lạc, thân tâm hoan hỷ. Khi ấy Xá Lợi Tử nói với Tối Thắng: Này Thiên Vương, cảnh giới mà Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa thật là quá thậm thâm, khó nghĩ, khó bàn, khó biết, khó nhập. Tối Thắng đáp: Thưa Đại Đức, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, việc ấy thủ thắng, công đức vô lượng vô biên. Này tôi có nói trăm phần, ngàn phần, cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một phần ấy. Chỉ có Đức Như Lai mới có thể nói trọn vẹn. Nay một ít phần ấy của tôi nói đều là nương vào sức oai thần của Đức Như Lai. Vì sao? Vì cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, các chúng Bồ Tát chỉ còn một lần sanh nói công đức ấy còn chẳng thể hết, huống nữa là các vị Bồ Tát khác. Đại Đức nên biết, cảnh giới của chư Phật tịch tĩnh, để ngôn thuyết, chỉ có trí vô phân biệt và trí hậu sở đắc mới có thể hiểu được. Đại Đức nên biết, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng nhập cảnh giới của chư Phật, thì phải học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa mới thông đạt rốt ráo Tam Ma Địa kiện hành, Tam Ma Địa như huyễn, Tam Ma Địa kim cương dụ, Tam Ma Địa kim cương luân, Tam Ma Địa vô động tuệ, Tam Ma Địa thông đạt khắp, Tam Ma Địa không duyên cảnh giới, Tam Ma Địa sư tử tự tại, Tam Ma Địa vua Tam Ma Địa, Tam Ma Địa công đức trang nghiêm, Tam Ma Địa tuệ tịch tĩnh, Tam Ma Địa siêu việt khắp, Tam Ma Địa vô nhiễm trước, Tam Ma Địa tuệ trang nghiêm vương, Tam Ma Địa vô đẳng đẳng, Tam Ma Địa đẳng giác, Tam Ma Địa chánh giác, Tam Ma Địa ý vui, Tam Ma Địa hoa nhỉ, Tam Ma Địa thanh tịnh, Tam Ma Địa hỏa diệm, Tam Ma Địa quang minh, Tam Ma Địa nan thắng, Tam Ma Địa thường hiện tiền, Tam Ma Địa không hòa hợp, Tam Ma Địa vô sanh, Tam Ma Địa thông đạt, Tam Ma Địa tối thắng, Tam Ma Địa vượt qua cảnh giới ma, Tam Ma Địa nhất thiết trí tuệ, Tam Ma Địa tràng tướng, Tam Ma Địa đại bi, Tam Ma Địa an lạc, Tam Ma Địa ái niệm và Tam Ma Địa pháp bất kiến. Đại Đức nên biết, nếu Đại Bồ Tát học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa thì có thể thông đạt rốt ráo vô lượng vô biên hằng hà sa số môn Tam Ma Địa này, mới có khả năng chứng nhập cảnh giới của chư Phật, thân tâm an ổn, không có kinh sợ như sư tử chúa, không sợ cầm thú. Vì sao? Vì nếu các Đại Bồ Tát tu các Tam Ma Địa bình đẳng như vậy thì hành động gì đều không kinh sợ, không thấy trước mặt mình có oán địch nào. Vì sao? Thưa Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát này hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm không có chỗ duyên cũng không có chỗ trụ. Thí như có người sanh cõi vô sắc trong tám vạn đại kiếp chỉ có một thức, không có chỗ trụ cũng không có chỗ duyên. Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tâm không có chỗ duyên cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Vì các Bồ Tát này tâm không hành cũng không có chỗ hành, tâm không tưởng cũng không có chỗ tưởng, tâm không duyên cũng không có chỗ duyên, tâm không dính mắc cũng không có chỗ dính mắc, tâm không loạn cũng không có chỗ loạn,
tâm không cao thấp, tâm không thuận nghịch, tâm không buồn, không vui, không phân biệt, lìa phân biệt, lìa samatha, tì bát xá na, tâm chẳng theo trí, tâm chẳng trụ nơi mình, cũng chẳng trụ nơi khác, chẳng nương vào mắt mà trụ, chẳng nương vào tai, mũi, lưỡi, thân ý mà trụ, chẳng nương vào sắc mà trụ, chẳng nương vào thanh hương vị xúc pháp mà trụ. Tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở hai bên. Tâm chẳng duyên pháp, cũng chẳng duyên trí, chẳng trụ ba đời, cũng chẳng lìa ba đời. Đại đức nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, chẳng giữ một pháp. Nhưng đối với các pháp, trí thấy biết vô ngại, tâm hành thanh tịnh, thấy tất cả pháp đều không cấu nhiễm, không giữ tướng thấy, thấy không phân biệt, lìa các hí luận. Đại đức nên biết, các Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, chẳng cùng với nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng, cũng lại chẳng cùng với tất cả thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, thần cảnh, các trí lậu tận tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Đại đức nên biết, phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng với tất cả pháp đều chẳng tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp được trí bình đẳng khéo quán tâm hành của tất cả hữu tình. Nếu như thật biết tất cả nhiễm tịnh, cũng không quên mất 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên công đức của chư Phật. Các Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, tâm không dụng công nhưng đạt tất cả pháp, vô tâm ý thức, thường tại tịch định, chẳng khởi tịch định, giáo hóa hữu tình, làm các Phật sự thường không ngưng nghỉ. Đối với pháp của chư Phật được trí vô ngại, tâm không nhiễm trước, thì như hóa làm Phật, hóa làm Như Lai, hóa làm Như Lai, nhưng không có tâm ý thức, không có thân, không có thân nghiệp, không có ngữ, không có ngữ nghiệp, không có ý, không có ý nghiệp, nhưng làm tất cả Phật sự lợi ích hữu tình. Vì sao? Vì là thần lực của Phật, việc hóa làm mà Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, không có thân, không có thân nghiệp, không có ngữ, không có ngữ nghiệp, không có ý, không có ý nghiệp, vô tâm dục công, thường làm Phật sự lợi ích hữu tình. Vì sao? Thưa Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, thông đạt các pháp đều như huyễn, tâm không phân biệt nhưng các hữu tình luôn nghe thuyết pháp. Đại đức nên biết, trí tuệ của các Bồ Tát này không trụ hữu vi, không trụ vô vi, không trụ các uẩn và các giới xứ, không trụ trong ngoài và hai bên, không trụ thiện ác và thế hay xuất thế gian, không trụ nhiễm tịnh, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, không trụ ba đời và lìa ba đời, không chủ hư không, trạch diệt, phi trạch diệt. Các Bồ Tát này hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy tâm thường vô chủ như vậy, nhưng thông đạt tánh tướng các pháp, dùng trí vô ngại, vô tâm dụng công, tuyên thuyết các pháp thường tại tịch tĩnh, làm việc giáo hóa không có ngừng nghỉ. Nguyện lực đời trước của các Bồ Tát ấy vững mạnh, vô tâm dụng công vì người khác mà nói pháp. Các Bồ Tát ấy nhờ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa nên thường không kinh sợ. Vì sao? Vì hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có thần chấp kim cang thường luôn đi theo bảo vệ Bồ Tát. Đại đức nên biết, nếu đại Bồ Tát nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà tâm không kinh sợ, không mê hoặc, không nghi ngờ, thì nên biết vị ấy đã được thọ ký Bồ Đề. Vì sao? Vì người tin nhận phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa là gần cảnh giới Phật, dùng nhất tâm này thì có thể thông đạt tất cả Phật pháp, thông đạt Phật pháp nên lợi lạc hữu tình, nhưng không thấy hữu tình và Phật pháp khác nhau. Vì sao? Vì lý tánh của hữu tình và Phật pháp không hai. Thế quyển thứ 570.